Hello, xin chào anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Quảng cáo game láo là một vấn nạn nhức nhối mà bất kỳ anh em nào ở đây cũng đều đã từng chịu đựng. Hết quảng cáo này đến quảng cáo khác xuất hiện. Cái thời mà anh em chúng ta có thể xem video Mi Game một cách bình yên, nó rơi vào dĩ vãng rồi. Mi Game tôi không có vấn đề gì với quảng cáo game, tôi chỉ khó chịu khi bị lừa quảng cáo một đằng, game một nẻo thôi. Sau quá nhiều lần bị lừa, tôi không còn tin vào bố con cái quảng cáo nữa. Quảng cáo hứa là tôi sẽ có 3 game hot girl xinh như mộng như thế này để cung phụng cơ mà. Vào game thì hot girl của tôi đâu? Tại sao nó lại thành game chiến thuật thế này? Sự bực tức của tôi qua bao năm tháng tích tụ, cuối cùng nó thành nguyên một cái video này rồi anh em ạ. Hôm nay, Mi Game tôi sẽ điểm mặt những con game rớt hết liềm sỉ, quảng cáo bố láo nhất lịch sử. Trước khi vào video, nếu anh em Mi fan muốn nhanh chóng ăn lốc mặt của công chúa Mi Game thì hãy subscribe Mi Game để Mi Game nhanh chóng đạt 1 triệu sub nhỉ. Bây giờ thì vào video thôi. Nhắc đến game quảng cáo láo, dĩ nhiên chúng ta phải nói đến con game Hero War này đầu tiên. Ra mắt năm 2017, Hero War là tựa game đầu tay và cũng là thành công nhất của hãng Nexter từ trước đến nay. Có mặt tại hơn 100 quốc gia với hơn 36 triệu lượt tải về chỉ trong năm 2020. Cái trò quảng cáo bố láo này lại do thằng Hero War đầu têu đây anh em ạ. Nói cách khác, Hero War chính là tựa game đầu tiên trong lịch sử nghĩ ra hình thức quảng cáo lừa tình này. Nó chính là ông tổ của cái thể loại quảng cáo treo đầu dê, bán thịt chó. Tất cả những quảng cáo game láo hiện tại đều là học tập theo Hero War cả. Đặc biệt là cái game Homescape nha. Hai con game này chính là những kẻ đã khởi đầu cho kỷ nguyên của những quảng cáo xạo lìn tràn lan trên YouTube. Những quảng cáo game của Hero War này nó nhức nách ở chỗ là đánh vào trí thông minh của người xem. Khi đưa ra một câu đố hết sức đơn giản mà ứ hiểu sao cái quảng cáo lại chơi ngu đến như thế. Kiểu tức quá phải tải về chơi ấy. Vậy là khi tải về chơi thì Hero War nó như nào? Ngay từ những giây phút đầu tiên khi chơi Hero War, điều đầu tiên đập vào mắt tôi, đây ứ phải là game giải đấu anh em ạ. Anh em thực sự không thể nào biết được gameplay của Hero War sẽ như thế nào nếu chỉ xem quảng cáo. Nó hóa ra lại là cái thể loại game đi ải, cây lực chiến tương tự như là OMG 3Q và One Punch Man The Strongest anh em ạ. Ban đầu chơi thì tôi thấy cũng tạm được, nhưng mà càng chơi thì nó càng chán anh em ạ. Nâng cấp thì càng lúc càng đắt, nguyên liệu thì loe ngoe, phải cày đi cày lại mà lại còn đặt giới hạn đấy chứ. Chơi game mà mệt mỏi như thế này, Mi Game tôi lười lắm. Những màn giải đấu mà anh em thấy trong quảng cáo, chúng chỉ lâu lâu xuất hiện và cũng chả liên quan gì đến nội dung game cả. Và cũng chả hề đa dạng như trong quảng cáo game nữa, cứ lặp đi lặp lại một kiểu câu đố thôi. Còn những quảng cáo mới xuất hiện gần đây, như cái thể loại theo tháp này, chứ không hề xuất hiện trong Hero War luôn. Đây là một cái quảng cáo lừa đảo hoàn toàn. Tôi mà không bận làm video cho anh em là tôi vác đơn đi kiện cho bỏ ghét luôn. Nếu muốn chơi một game giống hệt như quảng cáo Hero War 100% là game giải đấu thì anh em có thể chơi thử Hero Rescue và Hero Castle War nha. Đây đều là hai tựa game miễn phí, không bán vật phẩm trong game. Mỗi tội chen quảng cáo in-game hơi nhiều và chơi khá là nhanh chán. Mà nói ai chứ Mi Game tôi không bao giờ quảng cáo lừa gạt mấy ông. Tôi sẽ chứng minh cho mấy ông thấy bằng chuyên mục quảng cáo của Mi Game với PUBG Mobile và phiên bản cập nhật 1.6 mới nhất. Anh editor ơi, bật dùm em cái intro quảng cáo lên nào. Trong bản cập nhật 1.6 mới nhất của PUBG Mobile, chúng ta sẽ được trải nghiệm một chế độ mới mang tên Mối nguy thực vật với sự xuất hiện của một loài thực vật ngoài hành tinh có tên là Yarilo đã xâm chiếm Erangel, mang theo những vật thể kỳ lạ xâm chiếm bản đồ này. Đầu tiên là phi thuyền ma trận. Người chơi có thể đến phi thuyền ma trận để tiến hành điều tra, thu nhập Nacor và trải nghiệm một cuộc hỗn chiến trên không. Mỗi người chơi sẽ có tối đa 3 mạng để chiến đấu và thu thập thật nhiều Nacor. Và bạn có thể sử dụng Nacor đã thu thập trên khắp bản đồ để mua đủ loại trang bị tại cửa hàng tiếp tế Dynahex. Sau cùng là sự tồn tại của hàng rào sự sống. Khi đứng trong khu vực này, người chơi sẽ được hồi lại máu để có thể tiếp tục cuộc chiến sinh tồn của mình. Bên cạnh đó, PUBG Mobile cũng sẽ mang trở lại những bản đồ và chế độ cũ từ một thời làm mưa làm gió bao gồm Metro Royale và Titan trận chiến cuối cùng, bản đồ tuyết Vikendi. Sự trở lại của những chế độ cũ bao gồm sống sót đến bình minh, chế độ zombie, hỏa lực 2.0 và sức mạnh đá run. Thêm vào đó là tính năng Record Highlight giúp người chơi lưu lại những khoảnh khắc bắn như lên đồng của mình và còn nhiều tính năng hay ho khác. Ngoài ra, PUBG Mobile sẽ tiếp tục có những màn hợp tác với các thương hiệu đình đám Alan Walker và siêu phẩm manga Jujutsu Kaisen. Cập nhật ngay PUBG Mobile 1.6 để lưu lại những giờ phút xuất thần của mình cùng chế độ mối nguy thực vật cũng như sống lại những ký ức xưa cùng với sự trở lại của bản đồ Vikendi và những chế độ cũ. Ok, quảng cáo hết rồi. Anh editor ơi, bật cho em cái outro nào. Mi Game tôi rất thích thể loại sinh tồn trong thế giới zombie, thế nên ngay từ khi nhìn thấy trailer của State of Survival, tôi đã không ngần ngại tải về chơi ngay. Gì chứ được cứu mấy em gái xinh xinh khỏi bầy zombie khát máu, rồi cùng em xây dựng căn cứ, nghe cũng hấp dẫn phết đấy chứ.
Khi tải về thì đến đoạn chọn nhân vật, mọi thứ vẫn ok, vẫn là đồ họa 3D, nhìn cũng mịn con mắt. Nhưng đến khi vào gameplay thực tế thì lại là một sự thất vọng toàn tập. Đây là Rise of Kingdom phiên bản zombie, có phải game sinh tồn quái gì đâu. Cũng chỉ là tích lũy tài nguyên, xây dựng căn cứ, đi đánh quái, rồi cũng liên minh, tạo clan các kiểu. Khi nào mạnh rồi thì kéo quân đi sang kiếm chuyện với những người chơi khác, hoặc bị người khác mạnh hơn vào nhà mình cướp phá như là đi chợ. Đấy, có khác quái gì Rise of Kingdom đâu. Đồ họa nó còn không được đẹp như Rise of Kingdom cơ. Nhìn y như là mấy game chiến thuật 2D ngày xưa. Nhìn cái đốm lửa bập bùng này xem, nó có khác gì Đế Chế không? Là một con game đã cách đây hơn 20 năm rồi cơ đấy. Điểm gỡ gạc duy nhất của State of Survival là những màn càn quét hang ổ zombie. Bi game tôi nhìn tưởng chừng như là đang chơi một game hoàn toàn khác. Đồ họa 3D khá là ổn. Gameplay vận dụng skill tướng khá hay ho, chiến đấu theo thời gian thực. Cảnh chiến đấu của State of Survival rõ hay nhưng lại không chịu đầu tư cho cả game nó xịn sò như thế này. Rõ ràng là nhà sản xuất có dư khả năng để làm điều đó. Nhưng không, họ chọn con đường dễ dàng hơn là làm ra một con game nửa vời, rồi đẻ ra những cái quảng cáo xạo lìn để đi lừa thiên hạ. Vậy có game nào có cách chơi giống hệt như quảng cáo của State of Survival không? Có luôn nha anh em, đó là State of Decay. Nghe tên đều là có chữ State of, nhưng State of Decay nó khác bọt một trời một vực so với State of Survival nha anh em. Một bên là bom tấn Xbox, PC lừng danh, một bên là phiên bản ăn theo, fan ơi là fan trên di động. Nếu anh em thấy mấy cái quảng cáo của State of Survival nó cuốn quá thì cũng dễ hiểu thôi, bởi chúng mô phỏng lại gần như y hệt gameplay của State of Decay anh em ạ. Một hình thức treo đồ dê bán thịt chó vô cùng tinh vi. Từ chiến đấu với lũ zombie, xây dựng căn cứ, State of Decay nó giống hệt với những gì anh em hình dung khi nghĩ tới một con game sinh tồn zombie chính hiệu. Anh em nào có dàn PC khá một chút, hãy tin lời Mi Game nha, tải State of Decay về chơi ngay. Còn riêng cái game State of Survival này, hôm nào tôi cho nó lên dĩa trong chuyên mục review khịa luôn. Anh em nhớ đón xem nha. MU Online, ký ức tuyệt đẹp của những anh chị em 8X, 9X một thời, với tư cách là một trong những game online đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Gọi là ký ức vì kể từ sau cái chết do FPT hết hợp đồng phát hành vào năm 2014, MU Online đã không còn ở nước ta nữa. Thế nhưng trong những năm tiếp theo, MU đã hồi sinh vô số lần dưới hình dạng là những con game mobile và kéo theo đó là vô số những chiếc quảng cáo trời ơi đất hỡi ám ảnh YouTube của Mi Game tôi trong suốt một thời gian dài. Mấy cái quảng cáo người đóng thì Mi Game tôi cũng không có vấn đề gì, xàm xàm thế thôi, chứ nhiều lúc xem cũng buồn cười thật, nhất là có cái cảnh anh mập mập đeo kính này. Nhưng còn những cái quảng cáo khác thì đều là một sự lừa đảo trắng trợn, nhất là của MU Đại Thiên Sứ H5 và MU Kỳ Tích. Nhìn mấy quảng cáo này anh em nghĩ hai con game này có phải game nhập vai 3D, đồ họa chắc cũng đẹp ngang ngửa Final Fantasy. Các nhân vật nữ chỉ ối trời ôi, tâm hồn vừa to vừa tròn. Hiệu ứng chiêu thức thì ảo lòi con mắt, rồi vật phẩm trong game thì nhiều bao la, sang xịn mịn. Tỷ lệ rớt đồ cực cao, đánh con heo thôi cũng rớt ra nguyên bộ giáp bóng lục lội. Thế là còn chưa kể game còn rất chu đáo, và vào game là được tặng VIP lên cấp cực nhanh, ở không cũng lên cấp, và quan trọng là không nạp tiền cũng là bá chủ. Nhưng thực tế, hình ảnh mà anh em thấy trong quảng cáo, một là dựng 3D sẵn cho bóng bẩy, hai là lấy từ phiên bản PC ngày xưa. Quảng cáo thì màn hình ngang, chứ đồ họa thực tế của MU Đại Thiên Sứ H5 và MU Kỳ Tích chỉ là 2D màn hình dọc mà thôi. Tệ còn hơn cả MU Online gốc ra mắt 20 năm trước. Thảo nào tải về có 50 mê. Gameplay thì đơn điệu vờ lờ. Cảm giác mỗi khi anh em đạt được bất kỳ thành quả gì trong game như là diệt boss, ăn đồ, nó rất chi là vu vơ, hời hợt. Đây là game cày cuốc, thăm ngàn, kẹp ngần cho đến chết. Tới khi cày không nổi nữa thì nạp tiền. Thật sự, nếu không phải là fan ruột của MU thì chỗ anh em thân tình, Mi Game tôi khuyên thật lòng, đừng nên dây vào hai con game này làm gì cho mất thời gian. Việc chúng ta nên làm là đem chôn con game này luôn và ngay, đừng cho nó đẻ thêm cái MU nào giống như vậy nữa. Còn nếu thực sự bạn muốn chơi game MU, anh em có thể tìm thấy MU vượt thời đại. Dù quảng cáo có ung thư không kém, nhưng ít ra game này còn đáng chơi hơn. Đồ họa 3D công nhận là đẹp như quảng cáo. Thế nên thay vì đổ tiền vào một con game vừa xấu vừa phèn như ở trên, anh em có thể bỏ công vào một con game nhìn xinh xắn như thế này cơ mà. Ở đầu video Mi Game tôi có nói Hero War và Homescape là hai con game khởi đầu cho kỷ nguyên của những quảng cáo xạo lìn tràn lan trên YouTube. Nếu Hero War là kẻ khởi xướng thì Homescape chính là kẻ đưa quảng cáo láo lên một tầm cao mới. Dựa trên những gì mà tôi được xem trên quảng cáo thì tựa game này gây cho tôi khá nhiều hứng thú với lối gameplay có vẻ đơn giản nhưng thú vị. Đa phần những quảng cáo về Homescape mà tôi được xem đều là về một người đàn ông đầu hói đối mặt với những tình huống oái oăm. Kiểu như là vào khách sạn chơi BDSM, cho em bằng cà vạt rồi căn penthouse trên Đà Lạt bỗng nhiên bốc cháy. Hay là ông hói dắt bạn gái vào rừng rồi ò ý e với nhau trong một túp lều tranh hai trái tim vàng.
và chúng ta phải chọn một trong những lựa chọn mà game đưa ra để giúp người đàn ông vừa thiếu tóc vừa thiếu chất xám này thoát khỏi những tình huống vô cùng trời ơi thất hỡi. Chơi Candy Rush đang chán, muốn tìm game gì đó để đổi gió, nhìn mấy cái chọn tình huống có vẻ vui nên là tải về, thì y như rằng gặp ngay một con game y hệt như Candy Rush, thấy có tức không chứ? Cơ mà Mi Game tôi cũng ghi nhận cố gắng để khác biệt của Homescape, đó là phần thưởng sau mỗi màn là những ngôi sao dùng để đổi lấy vật dụng trang trí nội thất cho ngôi nhà sập sệ của ông đổ hói. Tính năng này khá hay, Homescape hoàn toàn có thể dựa vào địa điểm này để tiếp cận người chơi, nhưng không, họ lại nhất định là phải làm mấy quảng cáo bố láo này cơ. Homescape cũng lấp liếm y hệt như Hero World ở trên, cũng chèn những mini game giải đấu vào game, nhưng anh em phải xếp kim cương bục mặt hàng chục hay là thậm chí là hàng trăm level mới có được một màn mini game. Nhưng mà nó cũng nhạt toẹt thôi, chứ không có sinh động như là trong quảng cáo đâu. Thế nên mặc cho gameplay cũng hay ho, chứ không tới nỗi nào. Nhưng Mi Game tôi chỉ đủ kiên nhẫn chơi Homescape được mấy ngày để review cho anh em thôi, chứ tôi cũng bỏ game này luôn rồi. Mafia là tên gọi của những tổ chức tội phạm ngầm khét tiếng, thế lực vô cùng lớn mạnh mà ít nhiều chúng ta đã từng được nghe thấy. Đây dĩ nhiên là một đề tài rất hấp dẫn để biến thành game, và Mafia City cũng là một trong số đó. Anh em còn nhớ mấy cái quảng cáo giang hồ hào hán này của Mafia City không? Một anh lính quèn level 1 đi làm dăm ba cái việc tầm sàm ba lắp gì đó, xong tự nhiên trở thành bố già Mafia level 99. Rồi theo đó là ti tỉ những cái quảng cáo tương tự mà không biết là nhà phát hành có chơi đồ hay không mà nghĩ ra chúng đây. Những chiếc quảng cáo này xàm xí tới mức đã tự biến mình thành một meme và cư dân mạng đi bêu rếu khắp nơi. Vậy thì rốt cuộc Mafia City giống bao nhiêu phần so với quảng cáo? Xin thưa là nó éo giống chỗ nào cả. Nhìn quảng cáo cứ tưởng là game hành động nhập vai như là GTA, nhưng không, nó là game chiến lược kết hợp mô phỏng anh em ạ. Ai chơi qua Clash of Clans, Rise of Kingdom thì nhìn phát nhận ra ngay, con game này cũng y hệt như vậy. Đổi quân lính cổ trang thành tội phạm cầm súng là xong, ra được Mafia City. À thêm một bước nữa là cải lùi giao diện game nữa. Mafia City trông phèn y hệt như MU Đại Thiên Sứ luôn. Vẫn là cái mô típ quen thuộc, tích lũy tiền bạc vũ khí, mở rộng địa bàn, nuôi băng đảng, cày lực chiến, rồi đưa quân đi chiếm địa bàn khác. Mi Game tôi không thấy nó có sáng tạo chỗ nào luôn. Đừng để cảnh chiến đấu ở đoạn hướng dẫn đánh lừa anh em nha. Những màn thanh toán băng nhóm, chiếm địa bàn trong Mafia City, thực chất nó chỉ trông như thế này thôi, nhìn chán chả buồn nói. Nếu muốn chơi một con game Mafia đích thực, đúng nghĩa bố già nắm trong tay mạng lưới tội phạm trong thành phố, anh em nên chiến qua 3 phần Mafia. Đây là bom tấn thế giới mở, sánh ngang GTA luôn. Thậm chí cốt truyện còn được đánh giá cao hơn cả GTA nữa. Đừng phí thời gian trên Mafia City. Mafia thứ thiệt, nó không trông như thế này đâu. Là tác giả của những con game như là Rise of Kingdom và Warpath, Lilith Game chắc chắn không phải là một hãng game tồi. Họ rất đầu tư cho sản phẩm của mình, đồ họa cho đến lối chơi. Tuy nhiên, nếu thử nhìn qua quảng cáo cho những tựa game của họ thì anh em sẽ nhận ra làm game chỉ là trò trẻ con thôi. Làm quảng cáo mới là nơi những gì tinh túy nhất của hãng Lilith Game này hội tụ. Anh em chắc vẫn chưa quên được cái thời mà quảng cáo Rise of Kingdom từng lộng hành khắp YouTube đâu nhỉ? Dù có một chiếc quảng cáo rất xịn sò, xem phát là muốn tải game luôn. Nhưng không, họ nhất định phải nghĩ ra những quảng cáo láo, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo những thứ không có trong game cơ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, họ cần quảng cáo phải gây sốc nữa. Dù có thích thể loại NTR, nhưng bị cái quảng cáo Anna ơi, nó khủng bố ngày này qua tháng nọ, Mi Game tôi cũng mệt lắm chứ. Thực tế thì trong game chả có thằng Charlie khoai to nào tới cướp vợ của anh em cả. Có vẻ như mấy ông làm game thích thể loại NTR này lắm hay sao ấy. Bởi Rise of Kingdom cũng cả đống quảng cáo khác cũng thuộc thể loại này nữa cơ. Cướp vợ everywhere, nhìn đâu cũng thấy vợ bị cướp. Nếu nghĩ NTR là quá quắt lắm rồi, thì Mi Game tôi còn tìm được một cái quảng cáo còn ung thư hơn nữa. Đây nói đúng là một chiếc quảng cáo bị nguyền rủa với nội dung chắc chắn là trên 18+. Trong đoạn quảng cáo này, cô gái đã bị anh lính cưỡng bức và đã lao xuống vực để tìm cách kết thúc cuộc đời mình. Nhưng cô được tán cây cứu sống và tìm được kho báu, xây dựng đội quân và quay về trả thù tên lính đã hãm hại mình. Sau khi xuất hiện trên YouTube, quảng cáo này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ. Nhà phát hành nhanh chóng tẩy trắng, xóa mọi dấu vết về quảng cáo trên bề mặt trái đất, mà họ cũng xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn. Rất may là Mi Game tôi đã kịp lưu về để làm tư liệu. Ngày hôm nay, anh em có thể tận mắt chứng kiến quảng cáo game có thể vô liêm sỉ đến mức nào. May mà đây là game nước ngoài nha, không thôi là lên VTV luôn rồi. Anh em còn nhớ ba cái game gái xinh ở đầu video chứ? Đó là quảng cáo game về tựa game Kiss of War. Anh em không thể tưởng tượng được Mi Game tôi đã bị ấn tượng như thế nào khi lần đầu tiên xem quảng cáo của Kiss of War đâu. Nhìn thử cái quảng cáo này xem, Mi Game tôi chưa từng thấy game nào mà có hiệu ứng tưng tưng, sống động thế này cả. Tôi đang nói mặt nước nha, anh em nhìn đi đâu thế không biết. Rồi còn cái quảng cáo giải cứu tù binh này nữa. Anh em đợi Mi Game tôi nuốt nước miếng cái nào.
Không cần phải nói thì anh em cũng biết, tôi tải game này về chơi ngay, trên tinh thần là sẵn sàng nạp tiền vào game này luôn. Bao nhiêu tiền mi game tôi cũng tự nguyện hết. Ái chà chà, vừa vào game đã được bổ mắt rồi. Nhân vật trông cũng giống quảng cáo đấy. Để vào game xem thế nào đây. Tới game, gameplay thực sự của Kiss of War như là một cú tát vào mặt của mi game tôi. Đây là một game chiến thuật, anh em thử hình dung được sự thất vọng của tôi nó đến nhường nào không? Tôi chơi được 5 phút là xóa game luôn và ngay, nên không có gì để review sâu hơn cho anh em đâu. À, theo như tôi tìm hiểu, Kiss of War đã từng có một vài màn chơi đặc biệt với gameplay như này này. Chu choa, đây mới đúng là con game Kiss of War trong quảng cáo mà tôi đang khao khát. Như ở thời điểm hiện tại, những màn chơi này đã không còn nữa. Game lừa đảo, xứng đáng một sao. Ok, vừa rồi là những tựa game mobile quảng cáo láo nhất lịch sử. Anh em thấy hay ho và thú vị thì nhớ like và share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi nha. Mi Game tôi sẽ lên video mới vào lúc 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần. Vui vui thì lên cả thứ 5 nữa. Anh em nhớ đón xem và subscribe cho tôi. Bây giờ trước khi kết thúc video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Duy Trần có hỏi Frank Tempany phải do Samuel Jackson lồng tiếng không anh? Đúng rồi bạn ơi, lão Tempany trong GTA San Andreas chính là do dân chơi Samuel Jackson lồng tiếng. Bạn Kim Sắc Đào có hỏi anh Mi Game đạt 1 triệu sắp, muốn sâu cái gì cũng sâu, có phải không anh? Đúng vậy, 1 triệu người đăng ký, anh em Mi Fan muốn cái gì tôi cũng chiều tất. Anh em muốn bình luận hoặc meme của mình được lên TV thì hãy bình luận hoặc chế meme cho mặn vào để đăng vào group xạo link của Mi Game nha. Hôm nay tới đây thôi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.